cái tâm thế làm việc. Nhưng lần này xác định đi để trải nghiệm đi chơi. Ai cho em đi chơi chương trình lớn như thế này thì do tao làm gì cống hiến cho khán giả. Ai cho em đi chơi đây tí nữa tụi em chơi anh đi làm ăn tiền. Đúng rồi, đi làm ăn tiền ai rảnh chở em chơi đúng anh Lực. Sao nữa vậy em? Em ơi, lần trước em đi là em đi một mình hay là em đi với bạn gái? Em đi một mình, em làm gì có bạn gái. Vậy em đi một mình, em chưa bao giờ có bạn gái luôn hả? Anh Lâm có khả năng thôi miên em. Hôm trước, lần trước là anh livestream, anh nhớ không? Thôi em vào xem anh nhớ không? Nhớ. Em tốn 5 lít. Em tốn 500.000, em bấm thế mới hết 500.000. À, em cho tôi đó hả? Vâng. Trời, bố thí cho anh khen em đẹp trai. Anh khen em đẹp trai, khen em dễ thương, sáng tác hay, hát hay, thế là em mất 500.000. Liệu. Tương ớt Chin Su bùng lên vạn tiệc vui, mở tiệc cùng Mono nha. Jenny bật mít những câu chuyện bí mật. Đã đến Nha Trang khi còn nhỏ, lần quay trở lại này các bé ngoan có cảm giác gì đặc biệt hơn không ạ? Sao biết tụi em đi còn hồi bé? Đúng, sao Nguyên chụp đi vậy? Tại sao biên tập là Nguyên chụp chúng tôi đi hồi bé? Tôi làm những điều kiện đúng không anh? Tại sao là Nguyên chụp chúng tôi mà đi hồi bé? Khó chịu vô cùng. Xin lỗi tụi tôi đi. Hồi xưa lớp tôi còn bé tôi chẳng được đi đâu hết bởi vì nhà không có tiền. Tôi chỉ đi đầm sen thôi tại vì nhà tôi kế bên đầm sen. Em đi sở thú. Đừng nói câu gì nữa. Ở đó tôi ở Long Thành tôi chỉ có đi quanh quẩn trong sản thương nghiệp thôi. Em chỉ đi cúng đình thôi. Đình hiểu rồi, kế nhà em đằng đó là vui nhất rồi đó. Đó là có nghĩa là có căn tu từ nhỏ. Đó thôi cái mặt hút hầu như vậy nè. Đâu phải đơn giản rồi. Là ông bà trứng bà hành đó mà. Hên lắm hả? Cái gì anh? Hên lắm đúng không? Đúng rồi. Ông có miệng bô bô vậy chỉ có đi chợ thôi. Trả giá đồ chợ. Rồi vô câu hỏi nè, đi tập xin lỗi rồi. Lỗi rồi, vô câu hỏi. Nói đàng hoàng cái nào đúng thôi chứ đừng ép tụi tôi vô một cái khuôn khổ gì. Đừng có ở đây không? Nói chuyện đi Gân. Dạ. Em đi sao nè? Có đi đâu. Anh nói vậy sao em không dám nói em đi rồi. Ba má em làm du lịch. Sao mà đỡ được. Có một thời gian phá sản em kể với tôi. Thì em kể cái lúc mà ba má em chưa phá sản đi mà em đi du lịch sao, kể mọi người nghe đi. Cũng có đi Nha Trang rồi, em thấy cũng vui nhiều đó. Vui lắm đó. Mà lúc đó gia đình phá sản chưa? Sao mà đỡ được. Lúc đó chưa. Sao chứ Nha Trang là phá. Sao mà đỡ được. Không tại em phá quá, em phá của quá. Rồi Tăng Duy Tân nè, nói chuyện con. Em hồi xưa nơi xa nhất em đi là thành phố Huế, xong em đi về, còn lại em chưa bao giờ đi Nha Trang. Lần đầu tiên hả? Không hẳn lần đầu tiên. Lần trước là đi với tâm thế làm việc, nhưng lần này xác định đi để trải nghiệm đi chơi. Ai cho em đi chơi chương trình lớn như thế này là do tao làm gì cống hiến cho khán giả. Ai cho em đi chơi đây tí nữa tụi em chơi anh đi làm ăn tiền. Đúng rồi, đi làm ăn tiền ai rảnh chở em chơi đúng anh Lực. Sao nữa vậy em? Em ơi, lần trước em đi là em đi một mình hay là em đi với bạn gái? Em đi một mình, em làm gì có bạn gái. Em đi một mình, em chưa bao giờ có bạn gái luôn hả? Không, cái lúc em đi em không có bạn gái. Có dữ liệu lắm. Ủa? Ủa tới ai mà lạnh dữ vậy? Tới Hiếu đi. Dạ, vậy em cái hormone của em á thì em đi chơi không em? À dưới đó thì em chỉ đi thả diều rồi đi ăn chè này nọ thôi. Cái gì lớn là em thả thính rồi. Đúng rồi. Tuổi thơ thật nghèo. Xin phép tôi lại 2 phút trước. Tôi làm thì có điều kiện. Đúng rồi, xưa tụi mình nghèo. Chú Sáu thì sao? Chú Sáu đi sở thú không à? Hay gì? Đi Vũng Tàu bãi sao? Chúng tao quen tôi mà. Đúng rồi, quay được. Nhưng mà làm gì có tiền lên Sài Gòn. Tại chứ phải sao tôi đi hết. Thiệt sự hồi xưa đi cúng giường cúng giờ miếu giờ. Hổn cái gì. Anh Vinh Cô đúng không? Vinh Cô Vinh Cố. Đúng, Vinh Cô Vinh Cố. Là khu vực anh nói Vinh Cô. Biết nói chuyện người ta vậy trời. Ở dưới quê mà được đi sở thú là ấy có mình té lắm ma. Đúng rồi. Em đi một lần. Sau bắt đầu lúc đó hả, em ngậm cơm quá mẹ em kêu là nhai đi con rồi mày cho đi sở thú nữa. Lúc đó mấy tuổi? Em không nhớ, nhưng mà em nhai quá trời nhai luôn, em ăn nhanh gọn, cuối cùng mẹ em thất hứa. Đến bây giờ em nhớ hoài luôn là mẹ thất hứa là lúc đó là mẹ kêu hứa là cho con đi sở thú mà mẹ không cho. Hay quá, bây giờ sẵn mẹ đang coi chương trình, đang có lời này không gửi đến mẹ của anh hay không mình. Tiếc quá, lớn là con tự đi rồi mẹ ơi. Lớn là con tự đi rồi mẹ ơi. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Tự đi chứ không dắt mẹ đi. Tự nhiên bên đây bất hiểu quá. Mẹ này Tâm Tâm tặng cho mẹ nè. Tôi nuôi nó 30 mấy năm. Bây giờ lên sóng truyền hình nó chửi tôi như thế đấy. Cái tuổi thơ của tôi mà hồi tiểu học mà tôi đi nhiều nhất là ở đâu đó mọi người. Sao biết được tiểu cái tuổi thơ ấy lộn. Đi về nhà. Ô anh nói xà lơ. Quê anh mà. Em nghĩ là ảnh là như là dưới quê Trân Châu ra đồng thôi. Không. Ảnh đi ra bến xe. Chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Trời. Làm lành bến xe gì? Vô dắt bò sữa. Rừng cao su. Rừng cao su. Đi cạo mũ. Cạo mũ, cạo mũ, mũ không? Mót mũ. Mót mũ là dùng một cái từ nó khoa học chứ thực ra là đi ăn cắp mũ. Ăn cắp đó, ăn cắp mũ đó. Không mót, mót cũng là vậy nè. Ngày xưa có hai dạng. Cái dạng là dạng công nhân ta cạo đúng không? Mà ví dụ ta cạo đầu trên mà mình ở đầu dưới mình lén vô mình lấy cái mũ trong cái tô sành đó thì gọi là ăn cắp mũ. Còn sau khi ta mót mũ là gì? Sau khi ta trút hết á thì bảo vệ của cái rừng cao su đó người ta cho mình vô mình lụm mấy cái mũ. Không, không ai cho hết á anh. Không anh, cái gì không phải của mình nó là không phải của mình. Đúng. Cái cây ai trồng nên. Ăn quả nhớ kẻ trồng mũ, cạo mũ nhớ kẻ trồng mũ, đúng không anh? Đúng rồi. Không thể nào mà vô mót được. Hạt lúa đấy, người ta gặt xong đi hạt lúa thì người ta cho. Thật ra là cái chỗ mót với là cái chỗ lấy trộm á là nó cách nhau có 1 ly thôi à. Đúng. Có nghĩa là mình đang mót ở đây rồi sao rồi thấy cái tô mũ kia nó còn đầy quá. Nhiều quá mà không ai cho luôn. Mót luôn. Mót là không phải mọi người không hiểu. Tức là cái phần mót á là khi nào họ về rồi mình mới được mót. Và là mình lấy những thứ người ta bỏ đi gọi là mót. Còn cái nào mình lấy người ta chấp lấy gọi là ăn cắp. Anh nhưng lỡ phải người ta bỏ đi mình ta bỏ quên lại rồi. Không phải, tôi bây giờ có bỏ quên. Sớm tôi cũng có mấy thằng đi mót xe người ta mà bị bắt đó. Thấy xe người ta bỏ ngoài đường nó rồi. Hay mót quá. Mót xe hả? Ừ, thấy mót xe, thấy xe dựng ngoài đường tưởng bỏ tới mót. Lần đầu tham gia show thực tế Tân có tham khảo hay nghiên cứu bí kíp nào chưa? Cá nhân em trước khi đi em cũng có hỏi một số anh chị đã từng tham gia rồi. Là ai? Em hỏi ai? Em hỏi anh chị em. Là ai? Là anh chị em, anh không biết đâu. Ủa, tham gia không rồi. Cái vấn đề là người ta đã tham gia rồi thì có gì đâu giấu. Không. Em hỏi Quang Hùng. Master đi. Chưa tham gia em ơi. Quang Hùng chơi đi rồi. Nước cuối à? Bây giờ đang hát lên hát đi ra thôi. Nó bắt lai hôn vào tay đi ra thôi. Đi ra cái bài nha. Chơi cái gì đâu. Lợi dụng chương trình đi. Còn Master đi là khách mời đặc biệt. Chỉ ra trình diễn bài hát để hỗ trợ chương trình thôi. Rồi, em chưa phải là nói về chính. Nói dối rồi. Em xem chương trình nữa, em phải xem. Em xem tập nào, khách mời nào? Em xem tập mấy anh đi ở trên cái cầu gì xong bị rơi xuống nước. Cầu gì xuống cầu Nại Hà. Nói chung là tập mấy triệu view ấy, tập hot nhất. Tập nào cũng mấy triệu view em à. Tập nào cũng hot. Trình tôi hay lắm ạ. Em lộn chương trình khác rồi. Đúng. Vậy là tâm lý của em thực ra là thôi em tập trung cho câu hỏi cho Tân đi em ơi. Điều em sợ nhất là em sợ anh Dương Lâm thôi. Còn lại em thấy em cũng ok. Vì em cũng con nông dân nên là mấy trò lăn lộn bò trườn thì em cũng lợi thế của em. Không, đợt này tụi anh chơi trí não mà. Kiến thức không em ơi. Đó không em ơi. Còn về độ hỗn với lại độ dân độ... Trời ơi, độ hỗn mà em nhìn chưa lắm. Ở đây ngoài hỗn. Nó hỗn thiệt, không Lâm hỗn thiệt mà đừng nhìn thẳng. Ở đây tụi anh nói chuyện lớn tiếng rồi thôi chứ cũng trên dưới rõ ràng. Anh Lâm có khả năng thôi miên em. Hôm trước lần trước là anh livestream anh nhớ không? Thôi em vào xem anh nhớ không? Nhớ. Em tốn 5 lít. Em tốn 500.000 em bấm thế mới hết 500.000. À em cho tôi hả? Vâng. Rồi bố thí cho anh khen em đẹp trai. Anh khen em đẹp trai khen em dễ thương sáng tác hay hát hay thế là em mất 500.000. Ai anh cũng khen vậy em ơi. Ai khen vậy xin tiền mà. Anh chơi điện tử mà anh còn khen mà. Anh khen là khác. Ok thế cái tầng ok đó. Anh còn bắt trợ lý của anh hát bài của em mặc dù không thuộc. Không thuộc ok. Hay. Quan trọng là em nhắc bây giờ Lâm mới nhớ đó. Nhưng mà nãy em trả lời câu hỏi của chương trình chưa? Thì đó, em sợ với anh Lâm thôi, còn lại em chả sợ gì hết. Rồi. Ý chương trình hỏi á, là mình đến với chương trình này á, mình có cái chiến thuật nào đó không? Mình có sự kết nối nào đó không? Mình có một sự sắp đặt nào đó, hay là mình tính trước lường sau không? Mình mà họ cho mình đi học văn thì hay bởi chị lạc đề lắm hay sao? Đi học văn thì hay bởi chị lạc đề lắm hay sao? Thật ra là em chọn đội anh Giang là vì em tin tưởng anh Giang, và em biết là anh Giang là có kế hoạch ở trong đầu. Anh Giang dạo này thua không nha. Đúng rồi, anh đúng rồi. Thôi em bày mưu không bày được. Em chỉ làm cái mưu người ta thôi. Nhưng là em không có mưu, em chỉ làm cái mưu người ta thôi. Đúng là kẻ không mưu. Đội mưu vậy là quá hay, quá hợp lý. Đội tôi không, một đứa thì không có mưu, một đứa thì không nói chuyện, quá tuyệt vời. Em chỉ biết cười thôi. Hôm nay tôi tin chắc rằng đội tôi là đội vô sản. Tiên ơi, bữa đây làm gì? Thế này, anh muối nó đẹp vào nhé. Anh phải cà giật đấy. Hòa nhập luôn. Đúng người rồi, đúng người. Dạ mọi người. Đẹp quá. Nhẹ đó luôn. Ôm 5 cái đi. Lâm ơi, về làm loại kìa em ơi. Úp à? Con trong ngủ rồi. Bye. Tống người á. Kêu trung về lúc lắm. Bye. Bye ba tí á. Dạ. Món bộ là gì sau khi ta trút hết á thì bảo vệ của cái rừng cao su đó người ta cho mình vô mình lụm mấy cái mũ mình không đó. Không ai cho hết á không? Anh, cái gì không phải của mình, nó là không phải của mình. Đúng. Cái cây ai trồng nên, ăn quả nhớ kẻ trồng mũ, cạo mũ nhớ kẻ trồng mũ, đúng không anh? Đúng rồi. Chứ không thể nào mà vô mót được. Hạt lúa đấy, người ta gặt xong cái hạt lúa người ta cho. Thật ra là cái chỗ mót với là cái chỗ lấy trộm á là nó cách nhau có 1 ly thôi à. Đúng. Có nghĩa là mình đang mót ở đây. Rồi sao anh? Rồi thấy cái tô mũ kia nó còn đầy quá. Nhiều quá mà không ai mót luôn. Mót luôn. Mót là không phải mọi người hiểu. Tức là cái phần mót á là khi nào họ về rồi mình mới được mót. Và là mình lấy những thứ người ta bỏ đi gọi là mót. Còn cái nào mình lấy người ta chấp lấy gọi là ăn cắp. Anh nhưng mà lỡ phải người ta bỏ đi mình ta bỏ quên lại sao anh? Không phải, tôi giờ có bỏ quên. Sớm tôi cũng có mấy thằng đi mót xe người ta mà bị bắt đó.